Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Out of John chapter 1 verse 50. Ngươi sẽ thấy những việc vĩ đại hơn nữa. You will see greater things than that. Cảm ơn Chúa vì tối hôm qua Chúa sử dụng tôi tới của Chúa để chia sẻ với chúng ta điều vĩ đại, điều lớn hơn Chúa toan định làm xuyên qua đời sống của chúng ta. Praise the Lord that God allowed the servant of God to come and share the greater things that God has in store for us. Chúng cảm ơn Chúa vì ý định của Ngài muốn sử dụng chúng ta cho những việc lớn của Chúa. And we thank God because He wants to use us to complete those greater things. Như vinh quang của Chúa bày tỏ ra, cổng của thiên đàng mở ra trên đời sống của chức vụ của Đức Chúa Jesus Christ. Just as the gates of heaven opened up and poured out upon the ministry of Jesus Christ. Chúng ta là thân thể của Chúa ngày hôm nay. We as the body of Christ. Cảm ơn Chúa vì Ngài cũng mở một cổng cho chúng ta. Because He opens up a gate for us. Anh chị em, cổng của Chúa đang mở ra cho chúng ta. The gate of heaven is open up for us. Và chiếc thang của Gia-cốp đang mở ra cho chúng ta. The ladder of Jacob is up there for us. Và chúng ta thấy thiên sứ của Chúa đi lên đi xuống. The angels going up and down. Mang những lời cầu nguyện chúng ta lên trước mặt Chúa. The intercession that we have bringing it before the Lord. Và nhận sự đáp lời của Chúa và mang xuống cho chúng ta. Thật Chúa Ngài muốn làm những việc lớn ở giữa chúng ta. Amen, anh chị em. Amen, my brothers and Cảm sisters. Chúa. Praise the Lord. Xin Chúa Ngài ban phước để chúng ta đón nhận những gì lời của Chúa đã bày tỏ cho chúng ta. Suốt tối hôm qua tôi không ngủ được. Last night I couldn't sleep. Trong lúc nghe sứ điệp tối hôm qua thì bởi vì tôi người ở trong cuộc và trong ban tổ chức, tôi biết những điều mà đầy tớ của Chúa chia sẻ là bày tỏ ra những điều mà Chúa Ngài đã bày tỏ cho chúng tôi trong nhiều năm và tối hôm qua cô đọng lại trong một sứ điệp rất là rõ ràng. As one who has labored in the ministry preparing revival conference for over 20 years and even in preparation for this year, I knew what the man of God was coming to say to us last night. And I couldn't sleep pondering about what God was had in store for each and every one of us. Và xem luôn cả cái việc các diễn giả được sắp đặt hay là họ đến hay là không thể đến được với chúng ta. Tôi tin là Đức Chúa Trời Ngài sắp đặt là những con cờ trên bàn cờ của Ngài. And even as the guest speakers, some who were able to come and some who at the last minute, you know, could not come, we know that God planned everything according to His will. Chúng ta cảm ơn Chúa vì không có gì là tình cờ và bất ngờ cho Đức Chúa Trời của chúng ta. Because there's no coincidences in the Lord. Cảm ơn Chúa, Chúa đã dùng ông để chia sẻ với chúng ta cái việc lớn hơn. To teach us about what God has in store for us. Greater things are yet to come. Tôi nói với các anh chị em ở trong ban tổ chức. And I told all of those that are in the planning committee of the conference. Và ban lãnh đạo của hội thánh. And for all the leaders of the church. Chúa dùng ông đến để chia sẻ chúng ta cái khải tượng lớn rộng mà chúng ta thấy trong tầm cỡ chẳng những của chúng ta ở tại đây thành phố này và cho toàn thế giới. That God was going to use Dr. Chuck Pierce to come and speak to us, to prophesy to us, to show us how God wanted us not to use how God wanted to use us not only for here but around the world. Và điều mà ông công bố là trong vòng 4 năm nữa, tất cả những ước mơ của chúng tôi đối với công việc Chúa tại Việt Nam sẽ được ứng nghiệm. And he has prophesied that within the next 4 years we will see everything that the Lord has said to us will come to pass, especially in Vietnam. Và các anh chị em theo dõi sát với chức vụ chúng tôi trong các buổi cầu nguyện suốt những ngày tháng qua. And followed us in our prayer meetings over the past month online. Anh chị em biết điều ước mơ của chúng tôi đối với công việc Chúa tại Việt Nam là như thế nào. Our heart's desire for the ministry of God. Chúng ta muốn có 100,000 hội thánh được thành lập. We want to have 100,000 churches established for the Lord. Cứ mỗi 1,000 người thì có một hội thánh để người ta có thể đi bộ đến để tìm hiểu về đạo của Chúa. That those people can walk to hear the word of God. Chúng ta ước mơ Chúa Ngài sẽ cho từ 53 tỉnh thành của Việt Nam chúng ta. And we dream and we hope that God will allow the people from the 53 different provinces of Vietnam. Và từ 53 sắc tộc của người Việt của chúng ta. And 53 different groups of the Vietnamese people. Sẽ có 53 triệu người Việt Nam đến với Chúa. 53 million people coming to the Lord. Chúng ta muốn thấy
sẽ có 1 triệu cơ đốc nhân Việt Nam của chúng ta là những người được báp têm trong Đức Thánh Linh. Đó là đội ngũ mà tôi tin rằng Đức Chúa Trời sẽ sử dụng chúng ta để thu hoạch mùa thu hoạch cuối cùng cho Chúa. Vì Đức Chúa Trời Ngài có ý định để sử dụng chúng ta. Và Ngài đã bày tỏ chúng ta Chúa muốn làm những việc lớn xuyên qua đời sống của chúng ta. God has already revealed to us, brothers and sisters, that he wants to do greater things in and through us. Câu kinh thánh khác của câu gốc của đại hội của chúng ta đó là chúng ta tìm thấy ở trong Giăng chương 14 câu số 12. Another Bible verse that we have as our theme verse is out of John 14:12. Và chúng ta sẽ xem từ câu 12 cho đến câu số 14. We're going to read from verse 12 through 14. Quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa vì ta đi về cùng Cha. Very truly I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing, and they will do even greater things than these, because I am going to the Father. Các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để Cha được sáng danh nơi con. And I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son. Nếu các ngươi nhân danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho. You may ask me for anything in my name, and I will do it. Cảm ơn Chúa vì lời của Chúa tại đây chính lời của Đức Chúa Giêsu. Hứa với chúng ta một lời hứa hết sức là lớn lao. Praise the Lord for the word of God. Here this is the actual words of Jesus Christ with the promise of God. Ngài nói một cách xác nhận rằng quả thật, quả thật. Assuredly, very truly I tell you. Ta nói cùng các ngươi. Very truly I tell you. Kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm. All who believe in me and do the things that I do, they will do even greater. Chúng ta biết Chúa Ngài đã làm việc gì. So we know that what Jesus Christ has done. Ngài giảng tin lành của nước trời. He went out to preach the gospel. Ngài chữa lành những người đau ốm. He healed the sick. Ngài khiến sống kẻ chết. He caused the dead to raise to life. Ngài đuổi quỷ. He delivered for those that were demon oppressed. Và Chúa Ngài đã khiến cho những người phun được sạch. And he caused those with leprosy to be made clean again. Ngài làm rất nhiều các phép lạ. He was able to do numerous signs and wonders. Và câu này cho chúng ta thấy rằng Chúa Ngài xác nhận với chúng ta những người nào tin Ngài cũng sẽ làm việc Ngài làm. And this Bible verse tells us, it assures us that whatever we have seen Jesus Christ do, we will do even more so, greater. Có thể có ai đó trong chúng ta nói rằng làm sao có thể được tôi có thể làm được công việc mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã làm. Some of you may be asking, how is it that I can do what Jesus Christ did? Tôi sẽ chia sẻ với anh chị em thế nào chúng ta có thể thực hiện được điều đó. Well, I'm about to share with you how you can do that. Nhưng mà còn điều lớn hơn nữa. But there's a greater thing. Đó là lại cũng làm việc lớn hơn nữa. The word of the Lord tells us that you're going to do even greater. Anh xem câu kinh thánh này đã căng cái đức tin của tôi ra trong những ngày đầu đi theo Chúa. My brothers and sisters, I tell you that this Bible verse really stretched out my faith in the very first days as I was walking with the Lord. Bởi vì chỉ có việc Chúa làm đó là chúng ta không dám nghĩ đến là chúng ta có thể làm công việc. Because I was thinking, man, those things that Jesus Christ did, how could I possibly do it? Nhưng mà Chúa Ngài nói rằng chẳng những làm việc Ngài làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa. But the word of the Lord tells us here that you're not only going to do what I did, but you're going to do even greater things. Và chúng ta cảm thấy như là không thể nào có thể xảy ra được. And sometimes we think, man, how could that possibly happen? Nhưng mà phần kế tiếp của câu kinh thánh này cho chúng ta thấy cái chìa khóa là chúng ta có thể làm được. And the next part of the Bible verse tells us and gives us the key, letting us know that we can do it. Vì ta đi về cùng Cha. Because I am going to the Father. Bởi vì Ngài trở về cùng với Chúa Cha. Because he's going back to the Father God. Ngài sẽ nhận Đức Thánh Linh và đổ Thánh Linh ra trên hội thánh của Chúa. That the Holy Spirit was going to be poured about upon the churches. Như Ngài đã hứa với các môn đệ của Ngài. Just as he had promised his disciples. Và bởi vì Ngài trở về cùng với Chúa Cha. And because Jesus Christ was returning to the Father. Thì tại thiên đàng chúng ta có một đấng tối cao. That in heaven we have the Almighty God. Sẵn sàng ban cho chúng ta tất cả những gì chúng ta cầu xin. Như vậy chúng ta có thể thực hiện việc Chúa Giêsu làm. So we can do the things that Jesus Christ did. Bởi vì quyền năng của Chúa đổ ra cho chúng ta trên đất này. Because the power of God was poured out upon this earth. Và bởi vì chúng ta có một đấng vĩ đại, đấng đáp lời cầu nguyện của chúng ta hiện đang ngồi bên hữu Chúa Cha và Ngài hứa rằng we have an almighty God. We have an almighty Jesus Christ sitting to the right hand of the Father. Chúng ta cầu xin điều chi mặc dầu Chúa sẽ làm cho chúng ta. Whatever we ask for, Father God will do it. Anh chị em, quyền năng lớn ở trên đất này. The great power that has been given to us here on this earth. Và quyền năng lớn lao ở tại thiên đàng. And the great divine power in heaven. Tất cả đều để yểm trợ chúng ta làm công việc Chúa Giêsu làm. To do the work of Jesus Christ. Và làm lớn hơn nữa. And do even greater. Amen, anh chị em. Amen, my brothers and sisters. Và chúng ta suy nghĩ một chút về quyền năng ở trên đất này. Let's think about the power here on this earth. Có một sự nhận thức rất quan trọng mà cơ đốc nhân chúng ta cần có. There's a consciousness and awareness that we as Christians must have.
Đó là chúng ta là những con người quyền năng ở trong Chúa. And that is that we are powerful people in the Lord. Đó là chúng ta có một quyền năng lớn lao Đức Chúa Trời ban cho chúng ta qua Thánh Linh của Ngài. That we have an amazing power that runs in and through us by the Holy Spirit. Và lời của Chúa cho chúng ta biết rằng quyền năng này đang hành động trong chúng ta. This power is working within us. Quyền năng này sẵn sàng hành động trong chúng ta. This power is ready to move in us. Đây là quyền năng mà sứ đồ Phaolô phải cầu nguyện để hội thánh của Chúa có thể thấy được. This is the power that Paul had to pray for the church of God to have. Khi chúng ta có sự nhận thức này một cách chính xác, we have this consciousness, this awareness, thì chúng ta sẽ dám tin rằng những gì Đức Chúa Giêsu Ngài nói chúng ta có thể làm, chúng ta sẽ làm những điều đó. We can do it. Amen. Bởi vì chính Ngài đã tuyên phán điều này. Because Jesus Christ himself has declared it. Cho nên xin Chúa Ngài cho để nhận thức này đến với chúng ta. So we pray that we can receive this consciousness, this awareness of the power within us. Không có sự nhận thức này chúng ta sẽ không dám tin rằng Chúa có thể sử dụng chúng ta hay là chúng ta có thể làm những việc Chúa bảo chúng ta làm. Without receiving this, without believing it deep in your heart, there's no way that you can do what Jesus Christ says that we can do. Nhận thức đó là Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời toàn năng. We have to understand that our God is an almighty God. Ngài là đấng tự hữu hằng hữu. He is the God who was and is to come. Và Ngài hứa rằng Ngài làm việc qua đời sống chúng ta thì không việc gì là khó cho chúng ta. So there's nothing that is impossible in him. Và sự nhận thức Đức Chúa Giêsu và quyền tẩy trị của Ngài. And so we have to also be aware of the be conscious of the sovereignty of Jesus Christ. Chúng ta thấy Chúa Giêsu Ngài có thẩm quyền trên tất cả mọi sự. We see that Jesus Christ has rule and reign sovereign over all things. Và danh của Ngài là danh trên hết mọi danh. Is above every name. Khi chúng ta có sự nhận thức đó, when we have this awareness, thì chúng ta không có gì trở ngại trong vấn đề trị quỷ hay là công bố sự chữa lành cũng như phép lạ của Chúa xảy ra. There's no longer doubt within us saying that we can heal the sick or deliver the demon oppressed. Cảm ơn Chúa vì nhận thức này đã giúp cho chúng tôi thành công trong những cuộc giải cứu. Because he is with this awareness in our faith in our hearts, we have been able to deliver the demon oppressed in our ministry here. Cảm ơn Chúa trong hội chúng của chúng ta hôm nay, Lan Đinh có my mặt brothers ở Đông and sisters, Lan. Can you is Lan Đinh here? Chúng tôi trong một lần ở tại văn phòng của Giáo hội Baptist Việt Nam. There was one time in the offices of the Baptist Convention. Và chúng tôi dạy về môn giải cứu. We were teaching about the deliverance ministry. Và việc mà chúng tôi thường thấy hôm đó nó cũng xảy ra. And the thing that we often see happen that day. Khi chúng tôi mới mở Kinh Thánh ra và đọc lời của Chúa. Whenever we begin to read the word of God. Thì những người có quỷ bắt đầu nó thể hiện. Then the demons begin to manifest. Có những người đứng lên họ lảng vảng họ đi ở trong phòng nhóm. Running around in the services. Và có một thiếu nữ thì and there was a young lady. Một cái mức độ áp bức rất là lớn. The oppression that she suffered through was very very strong. Cô này là một thiếu nữ. This was a young lady. Mà khi quỷ nó hiển lộ. That when the demons manifest. Thì cô ấy cởi quần áo trần truồng chạy ngoài đường. She began to strip herself of clothes, nude, and began running around outside. Đến mức độ cha mẹ phải làm một cái chuồng để nhốt cô trong đó. To the point that her parents had to build a cage to keep her in it. Và khi biết tôi về nước thì cha mẹ đã đưa cô từ nơi quê của mình lên để nhận sự giải cứu. From their hometown to the convention there, so that she can receive deliverance. Và tôi nhớ khi quỷ nó xuất hiện. So I remember that time that when the demons began to manifest. Thì có Lan đứng bên cạnh để giúp một sự. Lan was standing next to me to help me. Quỷ ở trong cô này nhìn and tôi và hỏi gì chứ? Người nghĩ người là ai? Looking at me and they said, "Who do you think you are?" Nhiều người trong chúng ta chắc bỏ chạy. I probably think that many of us would take off running after that, right? Nó nhìn mình nó hỏi người nghĩ người là that ai? That demon looked at me and said, "Who do you think you are?" Mà cảm ơn Chúa vì sự nhận thức tôi là ai ở trong Đấng Christ và Đấng Lord vĩ đại đang ở trong tôi. Who I am in Christ and the God, great God that lives within me. Tôi đã nói với nạn nhân và quỷ ở trong cô. To that demon within that young lady, and I said, "Ta là tôi tớ của Đức Chúa Giêsu Christ." I am a servant of Jesus Christ. Danh của Ngài là danh trên hết mọi danh. The name above all names. Và trong danh Đức Chúa Giêsu, ta truyền lệnh cho mày im lặng và ra khỏi thiếu nữ này. And leave this young lady. Và nó lìa khỏi. And the demon left. Hallelujah. Hallelujah. Anh chị em, sự nhận thức của cơ đốc nhân chúng ta rất là quan trọng. My brothers and sisters, I want to plead with you. You have to understand that your awareness in Christ, your consciousness, your spiritual consciousness is so important. Sự nhận thức về hai công tác ở với và ở trong của Đức Thánh Linh ở trong đời sống của chúng ta cũng đều rất là quan trọng. You have to understand and be aware of the work of the Holy Spirit in and around you. Ngài ở trong để tái sanh chúng ta. The Holy Spirit is within us to give us a rebirth in Christ. Ngài đóng ấn
của sự biến hóa của Ngài để khiến chúng ta trở nên giống như Đức Chúa Giêsu. Transforming us to make us more in the likeness of Jesus Christ. Và công tác Đức Thánh Linh giáng trên để mặc lấy quyền phép trên chúng ta để làm việc Đức Chúa Giêsu làm. And the work of the Holy Spirit coming upon us is so that we can do the work of Jesus Christ and even greater. Nhận thức này cần được trở lại trên hội thánh của chúng ta. This awareness has to be made alive again. Để chúng ta có thể làm những việc lớn hơn. We can do things that are greater. Chúng ta không thể nào làm nếu chúng ta thiếu sự hiểu biết. There's no way that we can walk around with this ignorance. Đức Chúa Trời chúng ta quyền năng như thế nào? Because we have to know who Jesus Christ is and how Đức Chúa Giêsu chúng ta quyền tể trị của Ngài lớn lao đến cỡ nào? His sovereignty, his power, how great it is. Và quyền năng lớn lao của Đức Thánh Linh sẵn sàng làm việc xuyên qua đời sống của chúng ta là vĩ đại đến cỡ nào? The Holy Spirit is prepared to work in and through you. Sự Giăng thứ nhất chương 4 câu 4 lời Chúa nói. John 4:4 says. Hỡi các con cái bé mọn, phần các con là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian. You, dear children, are from God and have overcome them, because the one who is in you is greater than the one who is in the world. Tôi khuyến khích anh chị em trong thiên nhiên để tay lên ngực của mình. My brothers and sisters, I encourage you to put your hand on your heart. Và công bố câu kinh thánh này một lần nữa. This Bible verse once again with me. Đấng ở trong con lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Anh chị em tin điều the đó one không? Who is in me is greater. Anh chị em có tin điều đó không? Do you believe this? Nếu chúng ta tin, chúng ta sẽ giải cứu những người bị áp. If you believe this, you can heal or deliver the demon. Và chúng ta sẽ không lùi bước trước bất cứ một sự đe dọa nào hay là thách thức nào của thế giới tối tăm. And you won't be afraid of any challenge that comes from the enemy. Bởi vì đấng ở trong chúng ta lớn hơn kẻ trong thế gian này. God who is in us is greater than one that is in this world. Đấng ở trong chúng ta lớn hơn kẻ ở trong nạn nhân mà nó đang hành khổ. Is greater than the victim that's suffering from that demon. Cho nên khi nào nó thách thức tôi, ngươi là ai? Cứ nghĩ ngươi là ai? So when the demons try and come and question me, who do you think you are? Thì tôi trả lời là tôi là tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ. I'm a servant, là vua trên muôn vua, là Chúa trên muôn Chúa. The King of Kings, the Lord of Lords. Rồi tôi nhân danh Chúa Giêsu Christ và cột trói nó. I bind it. Và ném họ ra khỏi đời sống của những người nó áp bức. To leave the person it is oppressing. Có những lúc chúng ta đối diện với việc trì hoãn. Delay. There's times that we have to face delays. Bởi vì nó có quyền pháp lý cho một lĩnh vực nào đó. Because there's authority that has been given to them in some form or fashion. Lúc bây giờ thì quyền năng của Đức Thánh Linh giáng trên chúng ta sẽ bước vào để giúp đỡ chúng ta thành công trong ca giải cứu đó. The Holy Spirit in that moment will come upon us to help us in that moment to deliver the oppressed. Thì ân tứ của Đức Thánh Linh trong lời khôn ngoan và trí thức, Chúa sẽ chỉ ra cho chúng ta biết ngăn trở nó nằm chỗ nào. Words of knowledge will help us to understand where that door was open to give that demon authority. Chỉ ra hai tuần trước ngay tại phòng nhóm của chúng ta tại đây. 2 weeks ago, right here in our sanctuary. Gần 12 giờ khuya. It was about 12 midnight. Và chúng tôi giúp đỡ cho một người cần được sự giải cứu. We were helping someone who needed deliverance. Và trong lúc chúng tôi đang phục vụ như vậy. And as we were ministering at that time. Thì mục sư Sam đứng kế bên cạnh và nói rằng, Chúa cho tôi thấy hình ảnh của việc phá thai. In that moment, Pastor Sam, who was standing next to me, he says, I see a vision of a person who has had an abortion. Hay là mất một đứa con. Or has lost a child, miscarriage. Và cảm ơn Chúa, nạn nhân khóc lên và nói rằng làm and sao mình sẽ biết được điều này. Began to cry, saying, how did you know this, pastor? Và bởi lời tri thức đó mà được sự tự do. Wisdom, that woman was set free. Như Đức Chúa Giêsu Ngài đã nói với người đàn bà ở tại giếng Gia-cốp. As Jesus Christ knew the woman at the well. Chúa nói rằng ngươi đã có, đúng, ngươi nói ngươi không có chồng, thì ngươi đã có 5 đời chồng. He said, you're right, you don't have a husband, you've had 5. Mà người đang sống với cũng không phải là chồng that you're living with right now is not your husband. Và chạy vào trong làng và nói rằng hãy ra và nghe người she nói hết the village, biết hết tất cả những gì tôi đã and làm. She shared everything of what she had experienced. Việc đó Đức Thánh Linh vẫn còn giúp đỡ cho hội thánh của Chúa ngày hôm nay. And I'm telling you that the Holy Spirit still helps in the same manner for churches today. Trong các buổi nhóm cầu nguyện của hội thánh ở trong những ngày qua trong 20 mấy ngày. When we've had over 20 something days when we had prayer services here. Có những lời tri thức được công bố. There's words of wisdom that have been spoken. Chúa cho tôi thấy có một người bị đau nửa đầu. Someone who whose head was hurting on migraines. Cảm ơn Chúa là khi điều đó công bố ra thì có một người đang bị đau nửa đầu và cảm ơn Chúa sự chữa lành đã đến. And praise God that when that word of knowledge was spoken out that a person raised their hand said yes, I'm suffering from migraines and they were healed. Theo lời tri thức là có một người đang bị sưng ruột cần được sự chữa lành và Chúa muốn chữa lành cho người đó. And there was another word of knowledge that someone had a swollen stomach or intestine.
Cảm ơn Chúa, Chúa nói rằng không phải một mà là hai người. But God had told me that, praise God, he said there's not just one person suffering from that but two. Cảm ơn Chúa, tối hôm đó có hai người đã tiến lên và họ đã nhận được sự chữa lành từ nơi Chúa. And they received healing in the Lord. Anh chị em, đấng ở trong chúng ta lớn hơn kẻ trong thế gian. Đấng ở trong chúng ta, quyền năng của Ngài thật là lớn lao. Ngài có thể giúp đỡ chúng ta để làm công việc mà Chúa Giêsu đã làm. Và Chúa cho phép sẽ làm lớn hơn nữa. And the Lord, if the Lord allows, he will allow us to do even greater. Không chỉ lớn hơn về số lượng. It's not just greater in terms of numerical, the number of people. Bởi vì ngày xưa chỉ có một Đức Chúa Giêsu trên đất này. Because back then, of course we know there was only one Jesus Christ. Nhưng mà hôm nay hội thánh của Chúa. But today, with the church of God. Tỷ người trên thế giới này. Trillions and trillions of people. Billions. Okay, sorry. Thì chúng ta cũng có thể làm công việc Chúa Giêsu đã làm. Cho nên đã đến lúc xin Chúa cho chúng ta có sự nhận thức này một cách rõ ràng. So may the Lord allow us to receive this revelation. Để chúng ta có thể bắt đầu làm những công việc lớn so như Chúa ngài đã làm. Great works like Jesus Christ did. Amen, hội thánh. Amen, my brothers. Amen, đại hội. Amen. Cảm ơn Chúa, nguyện xin Chúa ngài ban phước trên chúng ta. May God bless each and every one of us. Chúng ta cần nhận biết quyền năng cai trị của chúng ta bắt nguồn từ đâu. Because we need to understand the power that we have to rule and reign. Where does the source of it come from? Cái quyền tể trị này đến từ đâu? This sovereignty that God has given us here on this earth. Where Paul does it come from? Nguyện, lời cầu nguyện ở trong Ephesians chương 1. In Ephesians chapter 1. Chapter 1. Từ câu 17 cho đến câu số 23. From 17 to 23. Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta là Cha vinh hiển ban thần trí của sự khôn sáng và sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài. I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation so that you may know him better. Lại soi sáng con mắt của lòng anh em hầu cho biết điều trông cậy về sự gọi của Ngài là thế nào. I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which he has called you. Và sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển của Ngài cho các thánh đồ là làm sao? And the riches of his glorious inheritance in his holy people. Anh chị em để ý đây, và biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào y theo phép tối thượng của năng lực mình. And pay attention to verse 19, it says, and his incomparably great power for us who believe. Mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời. That power is the same as the mighty strength he exerted when he raised Christ from the dead and seated him at the right hand in the heavenly realms. Cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời này mà cũng trong đời hậu đến nữa. Far above all rule and authority, power and dominion and every name that is invoked. Ngài đã bắt muôn vật phục vụ dưới chân Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu của hội thánh. Not only in the present age but also in the one to come, and God placed all things under his feet and appointed him to be head over everything for the church. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Verse 23, the church which is his body, the fullness of him who fills everything in every way. Chúng ta thấy ở đây từ phần kinh thánh này, đó là thẩm quyền cai trị của chúng ta trực tiếp đến từ Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giêsu. We see that the authority given to us is from Jesus Christ, from the glorious Father. Ngày giây phút chúng ta mời Đức Chúa Giêsu làm Chúa, làm chủ đời sống của chúng ta. When we become the Lord to rule and reign in our lives. Và được Thánh Linh bày tỏ lẽ thật này trong chúng ta. We allow the Holy Spirit to reveal His truth to us. Thì chúng ta sẽ bước đi trong vương quyền cai trị mà Chúa giao cho chúng ta. In the authority that God has given to us. Điều đó dẫn chúng ta đến câu hỏi chúng ta là ai? That brings us to the next question. Và chúng ta là gì? And what are we supposed to do? Có bao giờ chúng ta thắc mắc như quỷ nó đã thách thức chúng tôi nhiều lần trong các ca giải cứu, đó là bạn có bao giờ biết hay là đặt trong câu hỏi mình là ai không? Have you ever wondered, just as the demon asked me, who are you? Xin Chúa cho chúng ta có câu trả lời. May the Lord allow us to always have an answer. Câu trả lời đúng, câu trả lời chính xác với thẩm quyền mà Chúa ngài đã ban cho chúng ta. And let the answer be truth according to His word. Bởi vì nếu chúng ta không có câu trả lời đúng, because if we don't have the right answer, thì chúng ta sẽ bỏ chạy. Then we're going to go take off running. Nhưng khi chúng ta biết chúng ta là ai trong Đấng Christ, but when we know who we are in Christ, thì trong thẩm quyền Chúa ngài ban cho, that God has given us, chúng ta có thể truyền lệnh cho linh bệnh tật ra khỏi một command người. Sickness and disease to leave a person's body. Chúng ta có thể truyền lệnh cho một quỷ dữ đang gây sự khó khăn áp bức trên một người, oppressing a person, thì nó phải ra khỏi. To leave, and it has to leave. Bởi chúng ta biết chúng ta là người có quyền. Because we know that we have power and authority in Christ. Amen. Đức Chúa Giêsu có ý nói gì khi ngài cho chúng ta thấy ở trong Luca chương 10 câu số 19? What is Jesus Christ telling us in Luke 10:19? Này ta ban cho các ngươi thẩm quyền và quyền năng trên mọi quyền của kẻ thù.
In 19 it says, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. All the power of the enemy, trên mọi quyền của kẻ thù. All the power of the enemy. Hallelujah. Hallelujah. Anh chị em, Chúa ngài ban cho hội thánh của ngài thẩm quyền trên mọi quyền của kẻ thù. My brothers and sisters, do you get it? God has given his church, the bride of Christ, all the power to trample over serpents and scorpions, all the power over the enemy. Đức Chúa Giêsu ngài ý ngài muốn nói gì khi ngài nói rằng sẽ làm việc ta làm lại còn làm lớn hơn nữa? What is Jesus Christ saying when he tells us that we're going to do things that he did and even greater than him? Có người trong chúng ta sẽ nói rằng Chúa nói về cho nghe cho nó vui tai. Some of us may say, oh, Jesus Christ was just being kind and saying things to make us happy. Đúng ở trong cái đoạn kinh thánh này Chúa sắp về trời và các môn đệ của Chúa đang bối rối. Right in this passage it seems like Jesus Christ was going to ascend to heaven so he wanted to leave some kind words with us. Chúa nói để trấn an họ để cho họ có thể vượt qua được những cái giây phút tối tăm vì ngài sắp được đi về trời. The people and give them peace because he was about to leave them. Nhưng mà tôi không tin như vậy. But no. Amen, I don't believe that. Amen. Bởi vì Chúa ngài xác nhận quả thật ta nói cùng các ngươi. Because Jesus Christ said it himself, verily verily I say unto you. Ai tin ta sẽ làm việc ta làm lại còn làm lớn hơn nữa. If you believe in me, you're going to do the things that I do and you're going to do even greater. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Và Đức Chúa Trời ngài có ý gì khi ngài phán ở trong Thi Thiên thứ 8 câu số 6? And what is Jesus, what is God trying to tell us in Psalm 8:6? Chúa ban cho người quyền cai trị công việc tay Chúa làm. In the chapter 8 verse 6 of Psalm it says you had made them rulers over the works of your hands. Như vậy, lời của Chúa và ý định của ngài cho chúng ta đó là chúng ta thật có quyền năng để thay đổi hoàn cảnh. Yes. Để thay đổi tình hình. Amen. Để làm những công việc lớn lao mà Chúa định cho chúng ta làm. So we see according to the word of God, Bible verse after Bible verse, that Jesus Christ, our Lord God Almighty, gives us the authority and the power to change our circumstances. Anh chị em, nếu chúng ta không tin những điều này, and if you don't believe this, my brothers and sisters, chúng ta cho nó rằng đó là trong thời của Kinh Thánh. When we try to explain it away or justify our belief by saying, oh, that's just in the scriptures. Trong thời đại của các sứ đồ. In the history of time, during the time of the disciples and the apostles. Bây giờ thì việc này không thể xảy ra được. But nữa. I don't really think this happens today in current times. Thì chúng ta sẽ gặp trở ngại. Then you're going to have a problem. Cái vấn đề tại đây là họ là những con người trực tiếp được Đức Chúa Jesus huấn luyện. The issue here is that the disciples, the apostles, were ones that were in direct contact and training with Jesus Christ. Mà họ còn được Chúa ngài yểm trợ với quyền năng lớn lao này. And Jesus Christ was able to support them with this awesome power. Thì thật là vô lý cho Đức Chúa Trời nếu ngài đòi hỏi chúng ta là những người 20 thế kỷ sau. So it would be absurd for God to ask of a people 20 centuries later. Và Chúa ngài nói rằng các con tự làm nhé. And say, you do it yourself. Ân tứ đã qua rồi. That the gifts are gone. Các con cứ giảng tin lành. You just go about it yourself. Nếu có quỷ nó chống đối. And if the demons start to go against you. Thì con nói rằng ráng cố gắng tin Kinh Thánh đi bạn. Then you just try real hard to hold on to your Bible and believe it. Tôi giảng tin lành cho bạn nghe. That I'm just going to preach you the gospel. Tôi giảng rằng Đức Chúa Trời của tôi đầy quyền năng. I'm going to preach that my God is full of power. Nhưng mà bạn nên đừng cố gắng tin rằng ngài sẽ làm những điều đó cho bạn. But don't believe that God's going to do the things that the Bible says. Vì Đức Chúa Trời của tôi ngài đã thay đổi rồi. Because my God has changed. He used to do miracles. 2000 năm trước Chúa ngài làm việc rất là quyền năng. He used to do the miracles way in the past. Nhưng mà bây giờ thì Chúa ngài đã giao cho con người của chúng ta để chúng ta chỉ có thể giảng bằng lời mà thôi. But it would be absurd to think that God would give us the responsibility of doing the things that Jesus Christ did and even greater by simply word of by speaking the word according to the gospel. Tôi không biết Kinh Thánh của bạn nói gì nhưng mà Kinh Thánh tôi đọc thì khác hoàn toàn. Ngài sai chúng ta đi và ngài ủy quyền cho chúng ta để chúng ta thực hiện công việc đó. I feel like you're like, I don't know what kind of Bible you're reading but this is not my Bible. I felt it. That's right. Okay. Amen, anh chị em. Amen, my brothers and sisters. Kinh Thánh, lời của Chúa, nếu chúng ta đọc mà chúng ta không đeo cái kính mát, kính râm mà người ta mặc cho chúng ta ở trong truyền thống của giáo hội. My brothers and sisters, if you read the truth of God, the Bible of God, without the rose-colored glasses of religion. Anh chị em, nhiều khi hướng dẫn cho một người mới tin Chúa dễ hơn vô cùng với những người lâu năm trong giáo hội. I tell you, sometimes it's easier to teach a brand new believer than it is to teach a Christian who's been in faith for so many years. Anh chị em bị dạy và như là đã có tật rồi đó, khó sửa lắm. It's almost like
Christians who've been in their faith for a long time, they're stubborn. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa vì phước hạnh mà Chúa ngài ban cho chúng ta khi chúng ta có một lòng tin nơi lời của Chúa một cách tuyệt đối. But praise God when we have the heart that believes in everything that the word of God has for us. Như sứ đồ Phaolô đã cầu nguyện cho hội thánh ở tại thành Ephesus. Prayed for Ephesians, Ephesus, the church in Ephesus. Tôi thường xuyên cầu nguyện cho hội thánh của Chúa và tôi quản nhiệm và hội thánh của Chúa chung. I have regularly prayed for the church that I minister over, that I oversee, as well as the church of God in whole. Đó là xin Chúa mở con mắt của tâm lòng của chúng ta. That Lord, would you open up the eyes of our hearts? Ban chúng ta thần của sự khôn ngoan và sự tỏ ra. To give me a spirit of wisdom and discernment. Anh chị em hơn bao giờ hết chúng ta cần more than của sự ever, khôn ngoan và sự tỏ ra của Đức Chúa Trời. The revelation of the Holy Spirit. Để hội thánh của Chúa chúng ta sẽ thấy được. So the church of God can see. Sản nghiệp lớn lao mà Chúa ngài ban cho chúng ta. The great work, the responsibility that God has given us. And the power that He has had in store for us. Để chúng ta sẽ không sống một cái lối sống mà chúng ta cho cái việc không có quyền năng là việc tốt mà việc có quyền năng là tà giáo. So that we quit living this life that believes that life without the power of God is supposed to be normal. Và có một việc mà chúng ta thấy thật là vô lý là chúng ta tin con người hơn là tin lời của Đức Chúa Trời. Is that we would believe the word of man over the word of God? Ai nói, dạ thưa thầy tiến sĩ đó hay là giáo sư đó, người thần học gia đó, trong khi đó không nói rằng lời của Đức Chúa Trời phán. We walk around in life in our faith, believing what so and so doctor said, a doctor with the, what do you call that, the MDiv, the Master of Divinity, walking around saying that the miracles, the power of God no longer rules and reigns, instead of believing the actual word of God. Lời của Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi. The word of God never changes. Đức Chúa Jesus Christ hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Today, tomorrow, for eternity, He will never change. Và Đức Chúa Trời của chúng ta, ngài công minh đến độ ngài yểm trợ các sứ đồ, ngài yểm trợ thánh đầu tiên, ngài xuống sẽ yểm trợ chúng ta. Disciples back then, and He has the power to support His church today. Và càng cuối lúc chừng nào Đức Chúa Trời ngài hứa rằng ngài sẽ đổ quyền năng của ngài lớn hơn. And the more needs there are, the closer we get to the end times, the Lord tells us He's going to pour out His power even more. Vì cánh đồng rộng lớn hơn. Because the harvest is so great. Số người cần được chinh phục đến với Chúa lớn hơn. The people who need to come to the Lord are even greater. Chắc chắn cha chúng ta trên trời ngài sẽ sẵn sàng để hậu thuẫn chúng ta. Our Father God is ready to support us. Tôi tin rằng ngay bây giờ Đức Chúa Giêsu đang ngồi bên hữu Chúa Cha. And I believe right now that Jesus Christ is on the right side. Nhưng ngài hứa ngài trở về cùng với Chúa Cha. Saying that as He promised that He would return. Khi chúng ta bước ra để chúng ta rao giảng tin lành của Chúa. And when we walk in the Spirit of God. Chúng ta đáp lại sự kêu gọi của Chúa để làm những việc lớn cho ngài. To the calling of God, the responsibility that He said that we will do even greater. Khi chúng ta đối diện với thách thức. And then when we're faced with challenges. Thì chúng ta thấy cầu nguyện với Chúa. That we can pray to God. Chúa hứa rằng ngài cầu nguyện bất cứ điều chi ngài cũng sẽ ban cho chúng ta. Whatever we pray for in His will. Đối với việc truyền giáo, chúng ta cầu nguyện bất cứ điều chi ngài cũng sẽ ban cho chúng ta. Moving in signs and wonders, whatever we ask for, God will do. Amen, my brothers and sisters. Xin Chúa ngài ban phước trên chúng ta để chúng ta nhận biết điều đó. So that we can understand this in the depths of our heart. Đức Chúa Trời đã định và bảo rằng chúng ta có quyền cai trị và có những lời chỉ dẫn của một cách rất là chi tiết. The word of God tells us that He has set forth for us very clear instructions in His word. Có một câu kinh thánh mà khi trở lại học nó đã thay đổi cuộc đời của tôi. There's a Bible verse that when I returned to it and studied it in depth, it transformed my life. Khi hiểu thì chúng ta sẽ thấy rằng cái sức mạnh của nó lớn vô cùng. Whenever you understand it, you're going to understand the power in that verse. Sáng thế ký chương 1 câu 26. In Genesis 1:26. Đức Chúa Trời phán rằng. The words of God says. Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta. Đặng để họ quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất. Then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. Anh chị em yêu dấu của tôi. My brothers and sisters who I love so dearly. Chúng ta là tạo vật duy nhất mà we Đức Chúa Trời ngài dựng nên theo ảnh tượng của ngài. That God made in His image. Không có một loài thú nào Chúa ngài nói đã dựng nên cái con thú này như giống ta. He says, I made these people in my image. Nhưng mà ngài tuyên bố rằng chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta. The word tells us, God said, let us make mankind in our image, in our likeness. Và trong bản tiếng Anh cũng như nguyên tác là đặng để họ
quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và các mặt đất. Clearly so that they may rule. They may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals. Chúa dựng nên chúng ta giống như Ngài để chúng ta quản trị. God created us in His image so that we can rule and reign with Him. Để chúng ta tỏ ra quyền quản trị ở trên quả địa cầu này. Display His authority and power on earth. Ngài cho chúng ta được đặc ân để chúng ta cai quản những điều, những vật mà Chúa Ngài làm. The privilege to rule over all of creation. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Vì chúng ta được Chúa Ngài dựng nên. Because God allowed us to be created in His likeness. Anh chị em có thấy quý là Chúa Ngài dựng nên chúng ta giống như Chúa không? Do you see how valuable it is to be made Amen. In the likeness of God? Amen. Dựng nên giống như Ngài theo ảnh tượng của Ngài. To be made in His likeness, in His image. Nhằm mục đích để chúng ta có thể quản trị. For the sole purpose is so that we can rule and we can reign. Điều này có nghĩa là Đức Chúa Trời Ngài sẽ không can thiệp những việc ở trong trần gian này. It means that God is not going to intervene on the things of this earth. Vì Ngài tôn trọng điều mà Ngài đã phán ở tại đây. He honors His word. Ngài giao trong tay chúng ta quyền quản trị. He gives us the responsibility to rule on this earth. Nếu chúng ta cho phép việc gì xảy ra trong cái môi trường mà Chúa Ngài đã giao chúng ta quản trị, whatever we allow to happen in the spiritual atmosphere, thì nó sẽ xảy ra. Then it's going to happen. Những gì chúng ta không cho phép nó xảy whatever ra thì nó không thể xảy ra. Whatever we bind up and do not allow in the spiritual atmosphere will not happen. Cho nên Chúa Ngài cho chúng ta nhiều thẩm quyền lắm anh chị. So God gives us so much authority. Ngài nói rằng những gì chúng ta cột trói dưới đất này thì says, cũng sẽ được cột trói trên trời. This earth will be bound in heaven. Những gì chúng ta mở ra dưới đất này thì cũng sẽ mở trên trời. Sự nhận thức này rất quan trọng phải không chị? This awareness, this understanding is so important. Chúa ban chúng ta quyền cai trị công việc tay của Chúa làm. The rule over all the things of God's creations. Và khiến muôn vật phục ở dưới chân người. And we cause all the creatures to be under our feet. Chúng ta cần nhận biết thẩm quyền chúng ta đã được ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. We have to understand the authority given to us in Jesus Christ. Đức Chúa Giêsu bảo Cơ Đốc nhân chúng ta cần nhận biết trong Đấng Christ chúng ta có uy quyền thuộc linh. That in Him we have spiritual authority. Chúng ta có thẩm quyền trên những lực lượng thuộc linh. We have the authority over spiritual forces. Spiritual forces. Chúng ta có thẩm quyền trên những năng đề thể chất. And we have authority over all the things of material things and the chúng natural. Chúng ta có thẩm quyền trên những hoàn cảnh. We have authority over our circumstances. Chúng ta có thẩm quyền trên những năng đề. We have authority over our situations. Chúng ta cầm nắm thẩm quyền chúng we ta ở trong danh Đức Chúa Giêsu. We need to hold on to this authority in the name of Jesus Christ. Để chúng ta thực thi công so việc mà Chúa giao cho chúng ta. So that we can do the work that God has called us to do. Đã đến lúc chúng ta ngừng bỏ chạy mà bắt đầu chiến đấu, tấn công và giành lại sự đắc thắng ở trong ơn của Chúa. Stand firm and do the work of God. Đã đến lúc con gái của Chúa chúng ta không ôm đầu than khóc với Chúa. Chúa ơi, ma quỷ tấn công con tôi ta. We have got to stop holding our heads. Oh God, help me, help me. Nhưng mà đến lúc chúng ta đứng lên trên chân của mình. It's time that we stand up tall. Nhận biết thẩm quyền chúng ta có trong Chúa. That we have in Christ. Để chúng ta truyền lệnh. So that chúng ta cột trói, chúng ta mở rộng ở trong ơn của Chúa. Có như vậy, chúng ta mới có thể làm những việc vĩ đại cho Chúa trong ơn của Ngài. In Jesus Christ. Đã đến lúc chúng ta chấm dứt an phận chịu trận và chúng ta cần phải tin tưởng đứng dậy và sử dụng thẩm quyền Chúa ban cho để chúng ta phục vụ các điều quan. It is time that we quit accepting our circumstances as it is, and it's time to rise up in the Lord, receive the authority, and do the works of Jesus Christ. Trong Hội Thánh của Chúa có một cái sự nhận biết gọi là sự khiêm nhường không đúng như Kinh Thánh. Oh my goodness! In the church, especially the Vietnamese churches, there's this humbleness that's for humility. A false humility. Chúng ta cho rằng chúng ta phải thỏa lòng trong mọi sự. We have to say, oh, we have to be happy, content in all things. Ma quỷ nó đánh tơi bời, tôi phải thỏa lòng ở trong việc. The enemy just keeps slapping me back and forth, and I just have to be okay with it. Nó tấn công nó vào trong nhà của mình, nó bắt con của mình, nó làm khổ gia đình của mình, và tôi phải thỏa lòng trong mọi sự. And I just have to be okay with it. Không. No. Cảm ơn Chúa vì kẻ mạnh đã được đấng mạnh hơn đã cột trói nó rồi. Yes. Because the strong man Đức has Jesus been bound trói by one who is even stronger. Và Ngài cho chúng ta có thẩm quyền để vào để cướp của nhà của nó. The authority to go in and take the spoils from the enemy of war. Và giải cứu những người bị áp bức. And deliver those who are oppressed. Để họ có thể kinh nghiệm được sự tự do trong ơn của Chúa. Freedom by the grace of God. Amen, anh chị em. Amen, my brothers and sisters. Đạo quân lớn của Chúa là làm những việc như vậy. The army of God is supposed to do things like this. Amen. Đã đến lúc chúng ta làm những chiến binh cho Chúa. It is time that we rise up to become warriors for Christ. Đã đến lúc chúng ta làm những dũng sĩ cho Ngài. That we become soldiers for the Lord. Chúng ta đến lúc đã làm những việc Chúa Giêsu bảo rằng chúng ta có thể làm và làm lớn hơn nữa. To do and do even greater. Amen. Amen. Có như vậy chúng ta mới có thể
thu hoạch cái mùa thu hoạch cuối cùng này trong ơn của Chúa. And it's only then that we're able to bring in the harvest of these end times. Hiện tại nếu chúng ta phóng tầm nhìn ra ngoài xã hội, sometimes when we look out into the community, into society, chúng ta nhận biết một điều rằng thế giới chúng ta đang rất tối tăm. We see that the world today is so dark. Nếu không có thẩm quyền của Chúa can thiệp vào, that if God does not intervene, thì chúng ta thấy rằng thật là tuyệt vọng. Then we are hopeless. Nhưng mà tại ơn Chúa, chúng ta là những người tràn trề hy vọng ở trong Đức Chúa. But praise God, we are filled with the hope of Jesus Christ. Đấng ở trong chúng ta lớn hơn kẻ trong thế gian. Because the God who is in us is greater than the one who's in the world. Không có một cản trở nào có thể cản được bước tiến của Chúa chúng ta. Keep us from walking strong in the Lord, moving forward. Không có sóng gió nào có thể cản được Đức Chúa Ngài đi trên mặt nước và đến với các môn đệ của Ngài. That would cause Jesus Christ to fall. Instead, he walked on the water in the storm. Amen, anh chị em. Amen, my brothers and sisters. Ngài yểm trợ chúng ta. He supports us. Quyền năng ở trên đất này thật là lớn lao. The power that we've been given here on this earth is khi Chúa Ngài đổ quyền năng của Ngài trên chúng ta. When God pours out his power upon us. Ephesians chương 6 câu 10 đến 11 nói rằng vả lại anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững và địch cùng mưu kế của ma quỷ. Let's read out of Ephesians chapter 6 verse 11. 10 and 11. Finally, be strong in the Lord and in his mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. Cụm từ vả lại có nghĩa là chúng ta những gì đã bày tỏ ra ở trên hoàn cảnh như thế nào chúng ta phải thay đổi. Vả lại anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa. When we see the word finally, what does that mean? It means that everything that has happened before us, we are the end. We are finally doing it. To rise up and be strong in the Lord and his mighty power. Tôi hình dung một cái bức ảnh là chiến tranh sắp sửa xảy ra. I kind of envision this like war is about to take place. Kẻ thù đang chuẩn bị tấn công. The enemy is prepared to attack. Thì chúng ta thấy những người chiến binh có cái sự chuẩn bị. The army preparing itself. Chúng ta thấy họ chuẩn bị đạn dược. We see them preparing their guns. Họ chuẩn bị để sẵn sàng để chiến đấu. They're prepared to go out and battle. Lời Chúa tại đây nói rằng phải làm mạnh dạn mình ở trong and Chúa. The word of God tells us to be strong in the Lord. Chị em, đây là điều mà tôi làm mình mạnh dạn ở trong Chúa. And my brothers and sisters, this is how I make myself strong in the Lord. Đối diện với những trận chiến thuộc linh. Whenever I face spiritual battles. Tôi đi lại ở trong phòng của tôi. I walk into my room. Tôi nhắc nhở chính mình là ai trong Chúa. And I remind myself who I am in Christ. Quyền quốc thánh đứng ở trong người lớn hơn kẻ trong thế gian. When the God in you is greater than the one that is in this world. Con cảm ơn Chúa vì Ngài ban cho con quyền cai trị trên đất này. Because you have given me the power to rule and reign on this earth. Con cảm ơn Chúa vì con có sức toàn năng của Ngài. I thank you for all the power that you pour upon me. Cảm ơn Chúa Ngài ban con thẩm quyền để giải đáp rắn, bò cạp và mọi quyền của kẻ nghịch đời dưới trần. Con cảm ơn Chúa vì Ngài đã cho con được thắng và thắng mọi phần ở trong Ngài. Because you caused me to be victorious and victorious over all things. Anh chị em, đó là cách để chúng ta làm mình mạnh dạn trong Chúa. My brothers and sisters, that is how you make yourself strong in the Lord. Còn đây là cách không làm cho mình mạnh dạn trong Chúa mà làm cho mình yếu trong Chúa đi. So now I'm going to display the opposite, what makes you weak in the Lord. Chúa ơi. Oh God. Ma quỷ nó đánh con tơi tả, Chúa ơi. The enemy is just knocking me around back and forth. Hoàn cảnh của con thật là sự khó khăn, my circumstances Chúa ơi. Are so hard. Con gái của con kể như là my con đã bó tay rồi, Chúa ơi. I don't know what to do. Chắc chắn là Chúa Ngài sẽ hỏi con có cho ta một cái cơ sở gì để ta có thể can thiệp vào trong đời sống và gia đình con cái của con. God's response is, are you going to give me any kind of room to work in your life? Con đã quyết định là con cái của con hư hỏng. That your children are going to be bad. Gia đình của con tan nát. You've already decided that your family is going to be broken. You've already accepted. Con là nạn nhân của ma quỷ, nó đánh đập con. Of the enemy. Nhưng không anh chị em, khi chúng ta làm mạnh dạn mình trong Chúa. But no, my brothers and sisters, when you stand up boldly, cảm ơn Chúa vì con đã được đắc thắng trong Đức Chúa Jesus Christ. And you declare, I thank you, Lord, that I'm an overcomer, that I'm a conqueror in you. I thank you for the authority that you have given me. Con cảm ơn Chúa vì hoàn cảnh có thể thay đổi. Con cảm ơn Chúa vì đấng ở trong con lớn hơn kẻ trong thế gian. Everything that you have given in me is greater than that is in the world. Đó là cách mà chúng ta làm mình mạnh dạn trong Chúa. That is how you become strong in the Lord. Anh chị em, chúng ta mạnh cỡ nào? So brothers and sisters, let me ask you, how strong are you going to be? Thế Ephesians chương 6 câu 10. In Ephesians 6:10 it says, thì Chúa cho chúng ta một cái sức mạnh rất là lớn lao. The word of God says that he gives us a mighty power. Có ba chữ ở trong tiếng Hy Lạp nói đến sức mạnh. There are three words in the Greek that talk to us about power. Từ thứ nhất lên là nói đến sự mạnh dạn hay là một cái sức mạnh. The first one talks about a strength. Ở trong tiếng Hy Lạp đó là endunamau. In the Greek it's the word endunamau. Nghĩa là
Cái quyền năng được định để truyền vào tín nhân với một lượng sức mạnh bề trong cho người đó. It's a strength that's put into a certain person from the inside out. Và chúng ta nhận điều này, chúng ta thấy mình mạnh sức ở trong con người bề trong của chúng ta. Coming into our inner man. Và một cái chữ thứ hai. And the second word is nói đến năng lực của Đức Chúa Trời. Talking about the power of God. Ở trong nguyên tác đó là chữ kratos. In the Greek it's called the word is known as kratos. Nó là quyền năng được bày tỏ ra. It is the power that is revealed. Nói cách khác, kratos không phải là quyền năng của một người học biết qua lý trí, nhưng mà là quyền năng của Đức Chúa Trời tỏ ra trong một người. In other words, kratos doesn't mean the knowledge that you receive through the studying, but it means by power received through the revelation of God. Và đây là một cái quyền năng biểu lộ bùng ra một cách cụ thể, có thể nếm trải được ở trong đời sống của mình. Exploded into your life that is revealed to you and can be displayed. Nó có thể thể hiện ra bên ngoài. It can be on the outside of man. Có thể thay đổi hoàn cảnh. It can change circumstances. Đó là quyền năng lớn lao của Chúa. It's a power that is so great by God. Đó là quyền năng đã làm cho Đức Chúa Jesus sống lại từ cõi chết. That causes Jesus Christ to rise from the dead. Khi Đức Chúa Trời dựng nên trời đất muôn vật. Whenever God created the earth and all of the creatures in it. Đức Chúa Trời chỉ phán thì việc liền có. All he did was speak into creation and they were made. Nhưng khi Chúa ngài muốn làm cho Đức Chúa Jesus sống lại từ cõi chết. But when he wanted to bring Jesus and raise him from the dead. Thì quyền năng tối thượng của Đức Chúa Trời phải được sử dụng trong hoàn cảnh đó. All the power of God, the ultimate and mighty power of God had to be used in that moment. Anh chị em, Đức Chúa Giêsu ở trong mộ gần hơn 2 ngày. Jesus Christ was in the tomb more than 2 days. Chúng ta thấy các tế bào we see the cells ở trong thân thể của người bắt đầu in Jesus Christ beginning to bị hư đi. Decay. Kinh Thánh cho chúng ta đã quyền năng làm cho Đức Chúa sống lại từ cõi chết. But the Bible tells us the power that raised Jesus Christ from the dead. Kratos này của Chúa. That the Kratos power of God tràn vào. Came in. Khiến cho các tế bào causing the cells chết, that were dead to come to life. Sống động trở lại. Sống động trở lại. They came to life. Một tế bào, hai tế bào bùng lên trong sức sống của Chúa. Cells, và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta chính quyền năng này đã làm cho Đức Chúa sống lại từ cõi chết. Quyền năng tối thượng của Đức Chúa Trời. This mighty power of God. Anh chị em, đây là tin vui của chúng ta. This is the good news, my brothers and sisters. Quyền năng này. That this power. Đức Chúa Trời đang đặt ở trong mỗi đời sống của chúng ta. God has placed in each and every one of us. Cùng một quyền năng làm cho Đức Chúa sống lại từ cõi chết. Jesus Christ from the dead. Có thể làm thân thể hay chết chúng ta lại sống. Causes a dead man to be raised to life. The things that are dead within us come to life. Cùng quyền năng đó đang ở trong chúng ta. That same power, it was in us. Cho nên không phải là vô lý khi Đức Chúa Giêsu ngài nói các con sẽ làm việc ta làm mà lại làm lớn hơn nữa. So it wasn't crazy when Jesus Christ himself said, you're going to do the things that I did and do even greater. Đó là quyền năng lớn ở trên đất này mà Chúa đổ xuống trên hội thánh của that ngài. That is the power of God poured out on this earth. Quyền năng vô hạn này của Chúa sẽ tiếp tục bày tỏ. Power is still being revealed. Để hậu thuẫn chúng ta. To support us. Để yểm trợ chúng ta. To lift us up and put để sai phái chúng ta ra đi. To send us out. Với sự hậu thuẫn của thiên đàng. With all the support and resources of heaven. Bởi Đức Chúa Trời biết chúng ta sẽ đối diện với quyền lực của thế giới tối tăm. God knew that we were going to be faced with the power of the enemy. Ngài bảo chúng ta phải vào và trói cái mình lại trước khi chúng ta cướp của nhà của nó. He instructed us to go and bind up the enemy and command it to leave. Thì thật là vô lý nếu Đức Chúa Trời sai chúng ta đi mà tay không có vũ khí. It would be absurd if he told us to do this and then sent us out on our own with no power, no support, no resources. Nếu không, Cha chúng ta trên trời ngài biết tất cả mọi sự. Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng của chúng ta. Ngài ban cho chúng ta thẩm quyền. He gave us the authority. Ngài ban cho chúng ta quyền năng. Và cùng một quyền năng đã làm cho Đức Chúa Jesus sống lại từ cõi chết. Đang ở trong chúng ta. Lives in each and every one of us. Hãy để ngài tự do hành động xuyên qua đời sống của chúng ta. Allow God to work freely in your life. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Và quyền năng lớn ở tại thiên đàng. And the power that's in heaven. Chúa Giêsu trở về cùng Chúa Cha. When Jesus Christ ascended and returned to the Father. Và ngài hứa với chúng ta một lời hứa hết sức là tuyệt vời. A beautiful promise in him. Anh chị em có thấy lời hứa đó không? Do you see that promise in the Lord? Chúa ngài hứa với chúng ta rằng các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu. The wonderful promise that he told us is whatever you ask in my name. Cụm từ kế tiếp thật là tuyệt vời. The next part of the verse is beautiful. Sẽ làm cho. I'm going to do it. Tại sao? Why? Để Cha được sáng danh nơi so con. So that the Father may be glorified in and through you. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Cha sẽ được sáng danh nơi con. The Father would be glorified by khi những children. Công việc chúng ta xin và Chúa ngài ban cho chúng ta. Whenever we ask God anything and He would give it to us.
Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Hiện tại quyền năng lớn lao tại thiên đàng đang chờ đợi. Right now, the power that's in heaven is waiting. Để chúng ta có thể làm những việc lớn hơn. So that we can do even greater. Chúng ta phải là những con người cầu nguyện. We have to be prayer people, praying people. Là những người xin và biết ý của Chúa để chúng ta cầu xin. People who know the will of God and know how to pray and ask Him to do it. Là những người cầu nguyện không chút nghi ngờ. Those people who may pray without any doubt in their hearts. Đến độ có thể truyền lệnh cho núi thì núi cũng phải dời. To the point that when they command mountains to move, truyền lệnh cho cây dâu phải nhổ lên và trồng ở biển thì nó cũng phải bằng lời. That even that the seed that would be planted in the sea would still flourish. Amen, anh chị em. Amen, xin Chúa ban ơn để chúng ta nhận biết điều đó. Chúa muốn chúng ta làm những việc lớn cho Ngài. Bởi vì Chúa rất yêu thương những người lạc mất. Mà Ngài muốn sử dụng chúng ta là hội thánh của Ngài. Anh chị em, xin Chúa Ngài cho chúng ta có tấm lòng của Đức Chúa Trời. Tôi khuyên các anh chị em cầu nguyện là cầu nguyện can đảm mà tôi đã hướng dẫn hội thánh ở tại đây cầu nguyện trong những ngày qua. I encourage you to pray the courageous prayer that I have led my own church in over the most recent weeks. Lạy Chúa, xin làm tan nát lòng của con với những điều làm tan nát lòng của Ngài. Cho con thấy những người lạc mất. That when I see the lost, cho con thấy những người nghiện ngập. When I see the addicted, cho con thấy những người đau khổ. That when I see those that are in pain, lòng của con tan nát đối với cảnh trạng của họ. Như Chúa tan nát lòng của Ngài khi Ngài thấy. Whenever you see them, O Lord. Tôi tin rằng Chúa Ngài rất đau đớn ở trong tấm lòng của Ngài khi Ngài thấy tạo vật được dựng nên giống như Chúa theo ảnh tượng của Ngài. I believe that Father God is grieved when He sees His creation that was created in His likeness. Thì bây giờ một cái mũi kim cắm vào ở trong mạch máu. To have a needle put in their veins. Mặt của họ gằn rèo. That their face is gone. Chắc em kể lại với tôi là chúng bò ở dưới sàn nhà và lượm những cái hạt cát, những cái hạt cơm ở dưới đó và coi nó là ô một viên ngọc quý quá. Họ không còn là họ nữa vì ma túy đã kiểm soát họ. Those who were addicted and then delivered in the Lord, they would share with me their stories that after they put the drugs in their body, they would crawl along the floor and they would pick up little pieces of rice, little pieces of sand, and because of the drugs in their body, they would think it was so valuable, like it was a speck of gold. Họ không thể tự cứu lấy mình. They couldn't save themselves. Cho đến khi có những con người nhận biết, ta sẽ làm việc ta làm, cha làm mà làm việc lớn hơn nữa. Until they encountered someone who knew who they were in Christ and knew that the one greater in them was greater than the one in the world. Những người biết rằng đấng ở trong chúng ta lớn hơn kẻ ở trong thế gian này. Until you know that the God in you is greater than the one in the world. Đấng ở trong ta lớn hơn cái con ma túy này. The one in you, God in you is greater than that drug. Lớn hơn cái con ma men này. This mammon? Mammon? Mammon. So Texan, mammon. Mammon. Okay, sorry. Alcoholic. Oh, alcohol. Oh. Sorry. Cái này chắc là Hiếu sẽ gặp hơn hơn cả cái con ma cờ bạc. Even those who are addicted to gambling. Amen. Oh no, oh ma cờ bạc, the ghost of gambling. Literal translation. Okay. Anh chị em họ bán nhà, bán cửa, they gia đình, sell their nát house, they sell everything that they own, leave their families on the street because of their addiction to gambling. Và họ sẽ tiếp tục ở trong hoàn cảnh. And they'll continue to stay in that circumstance. Chúng ta nghe những lời làm chứng của các em đã từng nghiện ngập. We have heard the testimonies of those who were once in addiction. Luôn cả sữa bột của con cũng ăn cắp đem bán. Even the formula that their children, their babies would have to make milk for them to drink, they would take it and go sell it for money. Có một em tại Hải Dương đã làm chứng một lần làm chứng mà cô nghe. There was a young person in the village or the city of Hải Dương. Em nói em nghiện đến cái độ. He said he was so addicted. Vợ mang bầu một cái bầu to. That his wife, when she was pregnant and almost due. Em giằng co để lấy cái số tiền còn lại mà người vợ mình đang ráng giữ để lo cho gia đình. He was struggling and fighting with his wife to take that last bit of money that she was trying to save for the baby. Em đã đứng trước mặt mọi người và he stood in front of everyone and testified and apologized to his wife. Trong lúc nghiện ngập đó. That during his time of addiction. Em đã đá vào bụng của người vợ đang có bầu. He kicked into his pregnant. Để lấy cái số tiền đó để có thể mua một cái dose kế tiếp để giải quyết cái cơn nghiện của mình. That he would kick his pregnant wife's stomach, the baby who'd yet to be born, to take the money and to go out and buy drugs. Anh chị em, nếu chúng ta nói rằng Chúa không còn làm việc qua hội thánh của Chúa nữa, thì trong những hoàn cảnh này chúng ta làm gì? My brothers and sisters, if we continue to believe that God is no longer in the business of miracles, what are we going to do in a circumstance like that? Những lời tư vấn
cố vấn của chúng ta qua tâm lý hay bất cứ những công việc. All the words that we try to negotiate with people or plead with people in all of our wisdom, our fleshly wisdom. Nó chỉ đi đến một mức độ nào đó. It only goes to a certain point. Nhưng mà sự giải cứu thật. But true deliverance đòi hỏi requires quyền năng của Chúa. The power of God. Thay đổi hoàn cảnh đó. To change the circumstances. Amen, anh chị. Amen, my brothers and sisters. Lòng của Chúa tan nát. The heart of God is broken. Khi tạo vật của Ngài. Whenever His creation. Được dựng nên giống như ảnh tượng của Ngài. Created in His likeness. Bây giờ có một quỷ dữ ở trong người đó. Now has a demon in them. Hành hạ. Oppressing them. Mất đi hết tất cả những cái giá trị của một con causing người. Causing them to lose all their value as a human như being. Lúc đầu tôi đã chia sẻ. Just as I shared in the very beginning. Một thiếu nữ xinh đẹp. This woman who was so, this young lady quỷ hành hạ cô bằng cách là lột quần áo của mình ở trần chạy ngoài đường. So much so that she would go crazy and take off all of her clothes running nude along the streets. Cha mẹ đau đớn vô cùng phải làm một cái chuồng để nhốt con gái của mình ở trong đó. They had to make a cage, create a cage and put her in it. Cảm ơn Chúa vì thẩm quyền của Chúa mà tôi nhận biết và Chúa đã dùng để giải cứu thiếu nữ này. And I praise God for the power of God that I chose to receive and believe allowed God to work through me so that she could be delivered. Anh chị em, năm trước khi Hội Thánh Thiên Ái tổ chức chúng tôi giảng ở trên online. Mình có thẩm quyền mà Chúa nghe ban cho. To accept the fact that they have the authority that God has given them. Và trân quý quyền năng tối thượng mà Đức Chúa Trời đã làm cho Đức Chúa Jesus sống lại từ cõi chết. Jesus Christ to rise from the dead. Đang ở trong mình. Is in each and every one of us. Để khi chúng ta bước vào trong một hoàn cảnh, chúng ta tiếp xúc với một cuộc đời, đòi hỏi quyền năng lớn lao của Chúa để giải cứu họ, thì chúng ta có thể công bố, so that we can declare, chúng ta có thể đặt tay, that we can lay hands và chúng ta có thể truyền lệnh, and we can command. Lúc bây giờ họ sẽ được giải cứu. And at that time, they will receive freedom. Họ sẽ được tự do. They'll be have freedom. Đời sống của họ sẽ được biến đổi. They'll be delivered. Their lives will be changed forever. Amen, anh chị. Amen, my brothers and sisters. Cảm ơn Chúa. Praise the Chúc Lord. Ngài. Praise the Lord. Cảm ơn Chúa vì ý định của Chúa Ngài toan làm trên đời sống của chúng ta. Praise God for the purposes that He has in our lives. Amen. Tôi xin chia sẻ với anh chị em điều mà tôi thường nhắc nhở mình để tạo nên sức mạnh mà Chúa Ngài ban cho. My brothers and sisters, I want to share with you the things that I do to remind myself, to encourage myself, to declare to myself the power, the authority that I have in Jesus Christ. Đó, tôi công bố tiếp nhận đời sống phép lạ mà Chúa Giêsu đã ban lại cho tôi. That is the declarations that I make to know that I can live a life of miracles because Jesus Christ purposed me that way. Tôi thường cầu nguyện với Chúa là Chúa Giêsu. I say, Lord Jesus Christ, Ngài đã mở con đường để con được biết Đức Chúa Trời một cách cá nhân. Ngài đã sống lại từ cõi chết và đã ban Đức Thánh Linh đến sống trong con. Bây giờ thánh vụ mà Ngài đã bắt đầu đang diễn ra qua đời sống của con. Now the ministry that you want to do through me. Tôn giáo làm mốc méo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Religion has distorted the image of God. Nhưng Chúa đã bày tỏ Đức But Chúa Cha cho con. Oh Lord, you have revealed the Father to me. Đức Chúa Trời đã dựng nên con giống như But Ngài. That God has created me in His likeness. Con là dòng dõi của Đức Chúa Trời. I am an offspring of Và the Đức Chúa Giêsu là gương mẫu của con. And the Lord Jesus Christ is my example, Con chọn my model. Tích cực noi theo gương của And Ngài. And I choose to emulate you, to follow your example. Cuộc đời mà Chúa đã từng sống hôm nay là cuộc đời con sống. The life that Jesus Christ lived before, that's the life I choose to live today. Đức Thánh Linh đã sức dầu quyền năng trên Ngài. The Holy Spirit has anointed me with the Bây power of God. Bây giờ hành động trong con và xuyên qua đời sống and của now con. Work in and through me. Hiểu biết điều này mở khóa đời sống phép Knowing lạ trong con. This, I know it releases miracles, signs and wonders in my life. Đức Chúa Trời đã làm công việc của Cha trong Đức Chúa Giêsu. God, you have done the work of the Father through Jesus Christ. Và bây giờ đang tiếp tục ở trong con. And now you will continue it in me. Đức Chúa Giêsu Ngài đã đến để làm trọn ý muốn của Chúa Cha. Jesus Christ has come to do the will of God. Bây giờ thánh ý của Cha thực hiện qua cuộc đời của will of God will take place in and through my life. Tôn giáo chỉ là nghi thức. Religion is just a ritual. Đời sống phép lạ là Chúa sống động ở trong con. The amazing miracle is that you are alive in me, oh God. Sứ mạng của con là chia sẻ tình yêu và sự sống của Chúa my cho những người xung quanh. My mission is to share your love, your truth to those around me. Đức Chúa Giêsu Ngài đã bắt đầu hành động và giảng dạy một con đường mới để dẫn đến với Đức Chúa Trời. Jesus Christ has taught me a new way, taught us a new way to go to the Father. Ngài đã bày tỏ cho con sự sống và tình yêu của Đức Chúa Trời bằng hành động. The love of the Father. Con cảm ơn Chúa đang tiếp tục những điều Chúa đang bắt đầu xuyên qua đời sống của con. And I thank you for doing the work that you've already begun in my life. Đời sống phép lạ của Chúa mở ra trong con. A life of miracles made alive in me. Vì Ngài đã phán.
It's all in me. Quả thật ta phán cùng verily, verily, I say unto you, ai tin ta sẽ whoever làm việc ta believes làm. In me will do the work that I do làm lớn hơn nữa, and do even greater vì ta đi về cùng because cha. I am going back to the Father. Cảm ơn Chúa, Chúa Giê-xu đã trở về cùng với praise Chúa cha. God that Jesus Christ returned to the Father. Và Ngài đã đổ Thánh Linh của Ngài and xuống để trang bị cho hội thánh. To prepare the church. Để đặt quyền năng tối thượng của Đức Chúa Trời vào trong đời sống của mỗi chúng ta. To give the almighty power of God in each and every one of our lives. Cho nên thưa quý đệ tử, con cái của Chúa của đại hội. My brothers and sisters, servants of the Lord of Revival Conference. Hãy mở rộng tấm lòng của mình ra. I encourage you to open up your heart. Với sự nhận thức mà chúng ta cần có một cách chính xác. With the revelation of the truth that we've just received in the Word of God. Chúng ta đón nhận sự sức giàu của Chúa, sự hiện diện của Đức Thánh Linh một cách tươi mới. Receive the anointing of the Holy Spirit afresh and anew. Cảm ơn Chúa vì Ngài ở trong anh chị em. Praise the Lord that Holy Spirit lives which in each and every one of you. Để xác nhận, để đóng ấn, để tái sanh chúng ta. To affirm us, to set a seal upon our lives. Cảm ơn Chúa, Thánh Linh vì Ngài đi cùng chúng ta. Praise the Holy Spirit because He goes with us. Nhưng mà bắt đầu của những sự vận hành lớn lao mà sách Công Vụ Sứ Đồ đã ghi lại cho chúng ta. But to begin the great works that the book of Acts has left for us, đó là sự giáng xuống của Đức Thánh Linh trên cuộc đời của những nhân chứng. The coming of the Holy Spirit upon each and every one of the believers. Trên hội thánh đầu tiên. Upon the first church. Ở trên hội thánh của Chúa trong Công Vụ chương 4. Upon the church in the book of Acts chapter 4. Trên Công Vụ chương 8 trong chức vụ in của Philip ở tại thành Samaria. With the ministry of Philip in Samaria. Cho gia đình của Cornelius trong Công Vụ chương 10. For the life of Courtney in chapter 10. Và trong đời sống của các môn đồ tại thành Epheso trong Công Vụ chương 19. Tất cả những sự biến động đem đến sự thay đổi của cả một thành phố, cả một nhóm người, bắt đầu từ việc Đức Thánh Linh giáng xuống ở trên hội thánh của Ngài. Anh chị em, nếu anh chị em muốn được Chúa Ngài sử dụng để làm những việc lớn trong những ngày sắp đến, be used by God to do even greater things in the days to come. Hãy đón nhận công tác của Đức Thánh Linh giáng xuống trong chúng ta. Receive the work of the Holy Spirit and that He will come upon you. Ngài bên trong và Ngài ở cùng chúng ta. He is in us. He is with us. Để khiến chúng ta trở nên giống như Đức Giêsu hơn. Causing to be more like Jesus Christ. Nhưng mà Đức Thánh Linh giáng xuống trên chúng ta. The Holy Spirit coming upon us. Để chúng ta được mặc lấy quyền phép. Causes us to be clothed. Và làm nhân chứng đầy quyền năng cho Ngài. Để Jerusalem chúng ta được cứu. So that our Jerusalems would be saved. Để Judea của chúng ta được cứu. Để Samari của chúng ta được truyền giảng tin lành của Chúa và thế giới sẽ được biết đến danh quyền năng của Chúa Giêsu của chúng ta. Amen anh chị em. Hãy xin Chúa ngài ban phước. Những ai khao khát hãy nói với Chúa là Chúa xin giáng xuống ở trên con ở trong giờ này. Cảm ơn anh chị em tiến lên phía trước đây và đón nhận sự tuôn đổ một cách tươi mới của Thánh Linh của Ngài trên chúng ta ở trong ơn của Ngài. Hãy nói với Chúa con muốn nhận quyền năng tối thượng của Ngài. Là quyền năng đó làm Chúa Đức Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết. Xin đổ xuống ở trên con. Xin giáng xuống ở trên con. Xin mặc lấy quyền phép trên con. Vì con muốn làm một nhân chứng quyền năng cho Ngài. Amen. Anh chị em, mức độ khao khát của anh chị em sẽ quyết định sự tuôn đổ của Chúa trên cuộc đời anh chị em. Your hunger and thirst will determine the level that you will receive. Khi chúng tôi đặt tay trên các con gái của Chúa, whenever we lay our hands on you, my brothers and sisters, thì chúng tôi luôn nhận biết, we recognize, cái người khao khát hay là cái người chỉ lên để đứng cho có chuyện. We can tell the difference between one who comes up and truly hungers and thirsts versus one who's coming up just to come up to the altar. Cái người mà khao khát. The one who is hungering after the Lord. Khi chúng tôi vừa đặt tay lên, whenever thì như là trong họ có một cái mức độ của đức tin kéo cái sự like sức giàu. Their level của Chúa of faith draws the power of God upon them. Bởi vì sự khao khát của họ. Because of their hunger and thirst. Đã đòi hỏi nơi sự sức giàu của Chúa. It requires an anointing of God. Như người đàn bà bị bệnh mất huyết. As the woman who was had the issue of blood. Cái rơ chạm của bà đến với giặt áo của Chúa. When she was able to touch the garment of Christ. Thì lập tức Đức Chúa Giêsu biết cái quyền năng toát ra từ Ngài để giúp đỡ cho ai đó. Power left him to somebody. Nhưng cũng có những người chúng tôi đặt tay lên. But there's some people who thì we lay our hands upon. Không có động tĩnh gì. We don't sense anything. Thì chúng tôi nhận biết. Because we know. Có nhiều khi cha mẹ đẩy con mình lên, con lên một sự khánh cầu nguyện cho con. Sometimes parents will push their children up and make them come, even though hay they're not ready. Vợ nắm tay chồng anh lên để một sự khánh cầu nguyện. The wife will grab the husband's hand and drag him up here to pray. Để có thể nhận được phải có sự khao khát. My brothers and sisters, we have to understand that để có thể nhận được chúng ta cần phải hết lòng. Khao khát. We have to, with all of our heart, hunger for Him. Và sự khao khát đó đến khi chúng ta nhận thấy nhu cầu chung quanh chúng ta. And that hunger will come when we see the needs that are around us. Anh chị em mở miệng ra và xin Chúa. My brothers and sisters, I encourage you to open up your mouths to declare how much you want God. Chúa cho tôi thấy rằng Ngài rất muốn đổ xuống trên chúng ta, giáng xuống trên chúng ta. The Lord has allowed me to see that He wants to come upon each and every one of you.
Cho nên xin mời các đệ tớ của Chúa là những người có dây đeo bản tên màu đỏ. All of the servants of God who have the red lanyard. Đó là những người mà chúng tôi those are the people that we have asked. Liên lạc thường xuyên ở trong năm. The people that we are in relationship with regularly. Và chúng tôi tin tưởng rằng họ and có we, thể truyền tải trên cho em những điều tốt đẹp. Impart the wonderful things of God upon your lives. Bởi vì because các mục sư khác không phải là quý vị không có ơn, nhưng mà bởi vì pastors, chúng tôi không biết một cách cá nhân. Other pastors, nên... it's not that we didn't invite you to come and pray. It's not because you can't. It's because we're not in a continuous relationship with you. We may not know you that well. Là những người đang mở rộng tấm lòng because mình ra để đón nhận. Sons and daughters of God here at the altar, they are opening up their spirits completely to the Lord. Không có gặp trở ngại đối với việc đặt tay. And we know that there's no issue with the laying on of hands. Như sáng nay tôi kể cho anh chị em và mục sư Doug Stringer cũng đã kể. And just as I shared with you this morning, and Dr. Doug Stringer shared the same story. Thì ở tại đồi cầu nguyện, ở tại núi cầu nguyện. Mountain, trong những ngày đầu chúng tôi không có kinh nghiệm. In the beginning days, we didn't have any experience. Thì khi gọi những người tiến lên phía trước ở đây để đặt tay cầu nguyện cho những người có nhu cầu. So that we could pray for those who had needs. Thì chúng tôi nhận được sự báo cáo and we received notice là có những phù thủy của đạo Satan nó trộn, camp. Trà trộn vào và nó đặt tay, nó rủa xả trên dân sự của Chúa. And they had kind of mixed in with the people and began praying for people and cursing them. Cho nên từ đó thì mục sư Doug Stringer đã giúp đỡ Dr. để Doug Stringer, nhận diện những người mục sư ông quen biết, ông mới giao cho cái quyền trách nhiệm để có thể đặt tay. He recognized that he could, had to identify pastors with whom he had a good relationship with, that he knew what was going on in their lives, chính, and give them the authority to pray and lay hands for cho others. Cho nên chúng tôi dè dặt là vì anh chị em. Be careful. And so, my brothers and sisters, we want to be careful with you. Bởi vì chúng tôi yêu thương anh chị em. Because we love you. Chúng tôi cũng đã bị chỉ trích nó lần. Kiêu ngạo và muốn giành cái quyền đặt tay cho riêng mình thôi. Sometimes we've been accused of saying being prideful, saying that we want to reserve. Nhưng mà chúng tôi yêu thương anh chị em, cho nên an toàn. Hãy mở rộng tấm lòng của mình ra. Đây là những tôi tớ của Chúa. Chúng tôi tin rằng có ơn và có lòng yêu thương anh chị em. The people that we have designated that you see with the red lanyards that have are praying for you. We know you can open up your heart. Để đón nhận và nói với Chúa rằng, lạy Chúa xin giáng trên con. And say, Lord God, come upon me. Lạy Chúa Giêsu, xin đổ Thánh Linh của Ngài trên con. Come upon me, Holy Spirit. Con muốn được Chúa Ngài sử dụng. I want to be used by God. Cũng xin nhờ bà mục sư Khánh có thể tiếp tay để cầu nguyện cho các chị and em I'd like to phụ nữ. Ask my wife, Miss Jennifer, to come and pray for people. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư. Nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.